Hello cả nhà, hôm nay Lý sẽ review cho cả nhà về giá xe của Honda AB ha, bao gồm là AB này và dòng xe SH Mall nữa, tổng hợp của hãng Honda nha. Thì mọi người khi mua xe thì có liên hệ trước qua số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628, liên hệ trước để được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng tiền xe đi lại, hỗ trợ một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng khác đi kèm nha. Thì kèm đến đây là một vài mẫu xe AB này, bao gồm màu đen nhám, đỏ bóng và xanh bóng ha. Ba gồm mẫu xe đang rất là hot trong thời điểm hiện tại luôn, rất nhiều anh chị em đã hỏi Luyến này, những mẫu xe này hiện tại cũng đang được giảm giá cực sàn đó cả nhà. Hiện tại thì AB 125 cửa hàng Luyến nó hỗ trợ mức giá là 40.900 đến 41.900 nha. Đối với bản tiêu chuẩn thì 40.900 này. Liên hệ trước được giảm 2 triệu ha, có số điện thoại 0346 552 628. Còn đối với bản đặc biệt thì chỉ có mức giá là 41.900 thôi, trả trước cho Luyến cũng chỉ có 5 triệu đồng thôi là có thể lên xe rồi ha. Thì đây đại diện qua cho cả nhà ba mẫu xe thôi, còn muốn biết cụ thể chi tiết thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Luyến ha. Tiếp tới là về mẫu xe SH Mall này, em Mall này có ba em ha. Cũng ba em luôn, đều ba màu luôn, là màu đỏ bóng này, xanh bóng và màu xám chuột nha. Thì hiện tại đối bản CBS thì cửa hàng Luyến đang hỗ trợ khách hàng với mức giá là 56.900, trả trước 10 triệu đồng mà đã có thể lên xe rồi ha. Còn đối bản ABS thì trên hơn có 10 triệu là 66.900, trả trước cho Luyến. Đối bản ABS cũng chỉ có từ 15 triệu thôi, có 15 triệu có thể lên xe rồi ha. Mua xe liên hệ trước đối với dòng SH Mall còn được giảm giá 2 triệu này. Số điện thoại và Zalo của Luyến là 0346 552 628. Mua xe em nào này hoặc là thích bất cứ dòng xe nào, inbox trước đặt lịch mua xe trong tuần tới này hoặc là ngày mai mua, mốt mua tháng sau mua, đặt lịch trước để được hỗ trợ giảm giá 2 triệu đồng cũng như là được giữ ưu đãi nha. Cảm ơn mọi người.